Đen tiến tốt 3 là thế trận thường được dùng. Đổi lại, như đen nhảy mã trong cánh phải. Tiếp theo, cờ đỏ ưu thế. Ở đây đen tốt 3 tiến 1. Tiếp theo, đỏ tiến mã trái ra biên là nhằm triển khai quân cánh trái. Đến đây đỏ có 3 cách đi quân. Một là mã 2 tiến 3, hai là pháo 8 bình 6 và ba là xe 9 tiến 1. Phương án nhất của đỏ, mã 2 tiến 3, hình thành đơn đề mã. Đen tiến mã ngoại đặc, nước cờ hay. Đổi lại, như đen C2 tiến 7. Tiếp theo, đến đây đen có hai khả năng. Như đen đi, cờ đỏ ưu thế. Còn như đen đi, tiếp theo cờ đen mất xe, cờ đỏ ưu thế. Ở đây đen mã 3 tiến 2. Tiếp theo, đen phá 8 lùi 1 nhằm không cho đỏ đi xe 9 lùi 1 ăn tốt. Đến đây cờ đen ưu thế. Đỏ mã 9 tiến 8. Ngoài ra đỏ còn hai khả năng khác, như đỏ đi, cờ đen chờ đi nước phá 1 tiến 5 và nước xe 9 bình 8. Cờ đen tiên thủ. Khả năng thứ hai của đỏ là phá 7 tiến 1. Tiếp theo, cờ đen ưu thế lớn. Ở đây đỏ mã 9 tiến 8. Tiếp theo,
Cờ đen hơn quân, ưu thế. Mời các bạn xem lại các nước đi chính của phương án này. Cờ đen hơn quân, ưu thế. Phương án thứ hai của đỏ là pháo 8 bình 6. Tiếp theo, đen lên pháo tuần hà. Đen có hai khả năng khác. Một là đen đi xem 1 bình 2. Tiếp theo, thế cờ bình ổn. Hai là đen đi mã 3 tiến 4. Tiếp theo,
Cờ đỏ ưu thế. Ở đây đen lên pháo tuần hà cánh trái. Tiếp theo. Đỏ bình xe sang tuyến 4. Nước cờ hay nhằm khống chế yếu lộ. Đỏ xông tốt đầu. Đổi lại. Đỏ tốt 9 tiến 1. Tiếp theo. Thế cờ bình ổn. Ở đây đỏ xông tốt đầu. Tiếp theo đen ứng phó. Đen tiến tốt 7. Đổi lại. Đen đi pháo 2 bình 1. Tiếp theo. Cờ đỏ tiên thủ. Ở đây đen tốt 7 tiến 1. Tiếp theo. Hai bên đối chọi. Mời các bạn xem lại các nước đi chính của phương án này.
hai bên đối chọi. Phương án thứ ba đỏ là hoành xe canh trái. Tiếp theo. Đen tiến mã trong canh trái, hình thành bình phong mã. Ở đây, đen có thể nghiên cứu nước xe 1 bình 7. Như đen mã 8 tiến 7. Tiếp theo. Cờ đỏ dễ đi. Mà các bạn xem lại cũng đi chính của phương án này. Cờ đỏ dễ đi. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận phi tượng.